Anh em, chào anh em trở lại với Khách Kênh mình nhé. Hôm nay mình đang có số vốn là 10 mê. Đây số vốn nó không phải nhỏ thôi nha, số vốn rất to ấy. Thì mình sẽ vào đây chơi game đổi thưởng Ewin anh em ơi. Thì mình chơi con game nào mình để link ở phía dưới anh em. Bởi game đéo nào anh em ạ. Mình nói thẳng với anh em là trên thị trường này ấy, game đổi thưởng nào mình đảm 100% luôn anh em, 100% luôn. Còn game đéo nào cũng bịp cả. Nó bịp bằng cách nào, nó có thể soi anh em này. Nó có thể thì nó nói chung là cho anh em thắng thời gian đầu sau nó thua này. Đấy, nói chung là nó có nhiều cách để bịp anh em lắm. Nhưng mà đổi thưởng nó cho đổi thưởng thành công bởi vì sao? Cái đó là cái hiển nhiên để mà nó. Nhưng mà có một số con game nó đéo đổi thưởng thành công anh nha. Thành ra mình chơi con game nào mình đều link phía dưới anh em. Bởi sao? Bởi vì đó là con game đéo đổi thưởng thành công, nó fake những con game nổi tiếng anh em, kiểu như vậy anh em. Thì vốn mình hôm nay 10 mê mình sẽ vào đây chơi con game tài xỉu anh em ơi. Kỳ vọng là ôi giời cái cầu gì đấy, cầu xấu vậy. Cầu 2323. Đẹp phải không đây? Chơi để mình là chơi game hên xui đổi thưởng ấy là khi nào mình xác định trong đầu mình ấy, đó là mình ăn non mỗi ngày thôi anh em. Mỗi ngày mình chỉ ăn tầm ít ít thôi, mình nghĩ thôi anh em ạ. Chứ mình béo vào mình tham mình ăn to ăn bự gì đâu. Bởi vì điều đó là nó thật sự với anh em chứ. Ăn tham ăn bự là mình sau đó dậy là đạo lắm anh em ạ. Đây này, ván đầu ngon này. Cầu này cầu 2323 đấy, có thể như vậy đấy anh em. Có thể đấy nha. Nhưng mà vì giống như mình dự đoán không thì mình đéo biết. Đương nhiên mình cứ kỳ vọng nó về đúng đúng như mình dự đoán thôi thì mình sẽ trúng. Trúng hay sao? Trúng hay thắng. Trời ơi, đúng không? Chơi thằng đéo nó mà chẳng muốn thắng. Trời ơi, 6-3-1 kìa anh em. Cày không? Cày không? Chịu. 6-3-1 chịu thật rồi. Cậu này có 22 à? Thôi đoán cậu 22 đi. Còn nó đéo về thôi. Đéo phải anh em ạ. Mấy cầu gì ấy. Đéo ra cái cầu đéo gì luôn ấy. Thế là bố mày lỗ đấy anh. Ủa, chuỗi luôn anh em ạ, vãi lên thật đấy. Đen chịu thôi anh em ơi. Mày nó vẫn là nó thắng này. Phát này đéo biết như nào đây. Còn đánh mấy cái đéo này cho dù đánh to đánh nhỏ nhưng hồi hộp phải đạn anh em ơi. Á kìa lại thua kìa. Đen thế. Sao nó không cho thắng hai và liên tục pha đó đi nổi. Có vẻ mình thắng rồi không anh em, đúng không? Mình bắt đầu thấy từ sự thắng. Thắng trong mình rồi. Nhưng mà đó chỉ là nếu thôi, có thực tế nó đéo cho mình thắng. Thực tế khác với tưởng tượng thôi nha. Đây này, ván này thắng thì cũng được. Nói chung cũng được. Lo thật đấy anh em ạ. Ván đéo này đừng có nói nó lại thua tiếp nha. Lúc này giờ chưa có lần đéo nào thắng một cán gì hết. Liên tiếp hai lần luôn đấy. Lần này ngoại lấy cái thì ngon. Đéo có ngoại lệ 6-4-1 kìa anh em ơi. 6-4-1 đấy anh em. Cứ một phần thắng một phần thua. Lạ như vậy anh em. Cái ván này mình đặt 1-5. Ván sau mình đéo đặt. Đánh như vậy chấm sao. Nhưng mà lỡ mày nó thua cái anh. Gắt. Gắt đây anh em ạ.
Mà nó thua thật anh em ạ. Thôi đánh ván là xịt bù đi. Đen thật anh em ạ. Lúc này đen nhiều lắm rồi đấy. Nhưng cuộc chơi thì mình phải chịu thôi, biết làm sao giờ anh em, game mình xui mà. Ôi đây 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 đây, mày 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 đấy anh em. Mày nó ra đôi đấy. Cho ra ván chứ không lý đéo gì nó cho xuôi mãi được đúng không anh em. Đây á này. Ui, hòa vốn này nè. Được có ló anh em ơi. Được có ló nha. Nó cho thắng như vậy là ngon rồi. Còn hơn là nó cho thua mà anh em đúng không? Đừng là đến một chuỗi thua nha, đéo vui đâu nha. Đến chuỗi thua thật anh em. Nó cho vui như vậy nó đến chuỗi thua thật. Ma nó chưa kìa. Đéo lại bịp thật đấy. Đây rồi. Cuối cùng lên được 11 mê anh em này. Đúng thật là vãi đạn thật đấy. Tôi đánh bây giờ đánh nhỏ nhỏ thôi. Cuối cùng nó lên 11 mê anh em ạ. Chịu luôn đấy. Đánh một thời gian dài. Bây giờ may ra nó còn lên 11 mê rồi. May đấy anh em ạ. Đây này. Đúng thật lên vượt qua cái vùng 11 mê. Nó bắt đầu lên thật anh em ạ. Nó bắt đầu lên thật đấy. Ây da, nó lại thua. Hey. Căng ấy nhờ. Quá căng ấy nhờ. Căng quá luôn ấy. Một mê ván này luôn này, một mê hai luôn này. Một là lỗ hai lời luôn này. Đánh như thế đeo này. Bực cả mình luôn ấy. Nó lên nó xuống. Đấy anh em. Thắng vài ba mê mà một ngày mà khó quá anh em ạ. Mà nó lại thua tiếp kìa. Chịu luôn đấy anh em ơi. Đéo gì để nói rồi anh em ạ. Đây này mày đéo là nó thắng. Thôi ván này mà mình đặt một cái trúng là thôi nghĩ luôn này. Thật sự ván này đặt một cái trúng là nghĩ luôn này. Thật đấy. Chứ mình đéo nên tham to nữa. Bởi mình thường thường lúc này giờ tham tham mình toàn xuống ấy anh em. Kiểu như vậy ấy. Nên thôi mình nghĩ là đánh điều gì cho hợp lý để mà thắng thôi. Mình sợ tâm tham thế này. Ui dồi ôi cái đéo gì chơi. Lên 12 mê mình nghĩ thật đấy anh em. Lên 12 mê đi nào. Đen thật anh em ạ. Đây này may nó lên. Tại đi. Thắng cái nào. Cứ đến cái khúc này nó lại cho xuống mày trời. Cái gì vậy? Bọn chết cái đéo gì ấy. Ôi giàng ơi anh em kìa. Mà đánh ván poker xem sao đi. Bởi vì lúc này cái vùng này nó đéo lên nỗi được đấy. Ôi tự nhiên đó, đó đó mình biết ngay mà. Biết ngay mà đừng có cố gắng lên một game anh em ạ. Một game gì mà khượng khượng mãi đéo lên nỗi ấy, tốt nhất ra đánh game khác đi anh em. Cố gắng đấy một game anh em ơi. Thôi mình nghĩ là thắng như vậy là được ngon rồi anh em, nghĩ anh em, nghĩ nha. Thôi video này mình tốt nha anh em. Bye bye anh em. Nhớ là khi thắng là rút liền anh em ơi, đừng có tham nha. Mình sẽ rút luôn anh em. Rút hết luôn chứ. Đây anh em ơi. Thôi, nghĩ anh em. Thôi, video này mình tụng nha. Bye bye anh em.